Một tòa án ở Cần Thơ ngày 24 tháng 9 tuyên án tù một blogger vì đăng tải thông tin bị coi là xúc phạm Đảng Cộng sản, Chính phủ Việt Nam và kêu gọi biểu tình. Reuters cho biết, nhà hoạt động Đoàn Khánh Vinh Quang, 42 tuổi, chủ tài khoản Quang Đoàn trên Facebook, bị phạt tù 27 tháng với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước. Báo nhà nước dẫn cáo trạng nói. Ngày 12 tháng 6, Quang lên Facebook kêu gọi mọi người đi biểu tình, phản đối dự luật đặc khu và rằng các bài viết của ông ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh quốc gia, an toàn xã hội, ảnh hưởng tới uy tín của đảng, cũng như xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng tội danh với ông Quang hôm 22 tháng 9, hai blogger khác là Nguyễn Hồng Nguyên và Trương Đình Khang bị tuyên án lần lượt là 2 và 1 năm tù. Với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ, Việt Nam đang tăng cường bắt giam những người chỉ trích chính quyền, trong khi tìm cách kiểm duyệt Internet theo luật an ninh mạng được thông qua hồi tháng 6. Trong báo cáo Nhân quyền Việt Nam 2017, Bộ Ngoại giao Mỹ xác định những hạn chế về tự do Internet là một trong những vấn đề nhân quyền nghiêm trọng nhất ở Việt Nam.